bạn, ngày hôm nay Mina sẽ giới thiệu đến các bạn cách vẽ chân mày ngang rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Quan trọng nhất là cơ chì kẻ chân mày. Các bạn nên chọn cơ chì kẻ chân mày có màu nâu đen và có đầu hình tam giác để đường vẽ được chính xác và đẹp hơn nhé. Tiếp theo đó chính là tăm bông. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng một ít kem đều và bôi đều lên chân mày để khi vẽ nét được đều và đẹp hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng cây chì kẻ chân mày, kẻ một đường thẳng từ đầu chân mày về đuôi chân mày. Lưu ý, đầu chân mày luôn luôn thấp hơn đuôi chân mày. Tiếp theo, chúng ta sẽ nối đỉnh cao nhất của chân mày về đuôi chân mày. Sau đó, bắt đầu từ đỉnh cao nhất của đuôi chân mày, nối về đầu chân mày, tạo thành một đường thẳng. Và bây giờ chúng ta sẽ tô chân mày. Lưu ý, phần đuôi chân mày sẽ đậm hơn đầu chân mày. Sau khi đánh xong phần đuôi chân mày, chúng ta sẽ đánh ngược lên đầu chân mày. Lưu ý, chúng ta nên đánh nhẹ tay để đường nét được tự nhiên hơn. Sau khi đánh xong, chúng ta sẽ dùng cọ và chải đều để đường nét được tự nhiên và không bị vết. Cuối cùng, chúng ta sẽ tô đều chân mày thêm một lần nữa để chân mày được hoàn hảo hơn. Vậy là đã hoàn tất rồi nhé. Chúc các bạn thành công. Đây là kiểu chân mày đơn giản mà tất cả mọi người ai cũng có thể tự vẽ được.